Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay video cập nhật tỷ giá đồng yên Nhật ngày hôm nay. Những ai mà chưa biết tỷ giá của Nhật Bản, đồng tiền của Nhật Bản thì có thể tham khảo video này của mình để biết thêm những cái thông tin về đồng tiền của Nhật Bản. Nhật Bản thì sử dụng đơn vị tiền tệ duy nhất đó là yên Nhật. Vì yên là một cái đơn vị quá nhỏ nên ngày nay thì chủ yếu được đề cập trên thị trường tài chính. Theo thông tin mà mình cập nhật được thì một đồng yên Nhật sẽ bằng 220 đồng Việt Nam, được cập nhật vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, chính là hôm nay. Cập nhật một chút theo hệ thống ngân hàng Vietcombank thì hôm nay tỷ giá của đồng yên Nhật nó rơi vào 206 đồng Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy là một yên thì sẽ bằng 206 đồng Việt Nam, 10 yên thì sẽ tương đương với cả 2.060 đồng Việt Nam. 100 yên thì sẽ bằng 20.600 đồng Việt Nam và 1.000 yên thì sẽ bằng 206.000. Vậy thì 10.000 yên thì sẽ bằng 2.060.000 Việt Nam đồng. Từ yên mà chúng ta có thể tính được 2 yên, 3 yên, 4 yên, 5 yên. Thì cụ thể cái bảng này mình cập nhật cho các bạn tỷ giá là 5 yên. 5 yên Nhật sẽ bằng 1.030 Việt Nam đồng. Tương tự các bạn có thể nhân lên để biết được tỷ giá. Thì đây chính là tỷ giá cập nhật theo dữ liệu của ngân hàng Vietcombank. Ngoài ra thì người Nhật Bản còn hay sử dụng các tên gọi khác cho đơn vị tiền tệ, ví dụ như là man hoặc là sen. Một man thì sẽ bằng 10.000 yên, tương đương với 2 triệu Việt Nam đồng. Một sen thì sẽ bằng 1.000 yên, tương đương với 200.000 Việt Nam đồng, hay còn có thể gọi là 200.000 đồng ấy. Mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số những cái hình ảnh về các cái đơn vị đồng tiền của Nhật Bản. Ví dụ như là có đồng 1 yên này, đồng 5 yên này, đồng 100 yên hay là đồng 500 yên. Từ đồng 1.000 yên thì người ta đã quy đổi ra tiền giấy. 2.000 yên và 5.000 yên, 10.000 yên cũng sẽ là tiền giấy. Để mà đổi tiền Nhật Bản, đổi tiền Việt Nam sang tiền Nhật Bản thì các bạn có thể ra ngân hàng để đổi. Và mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số cái ngân hàng mua bán tiền yên. Ví dụ như là BIDV, Vietinbank, VCB, Đông Á, Techcombank, nói chung là rất là nhiều ngân hàng đấy. Cái cập nhật này của mình thì sẽ thay đổi theo giờ, theo ngày, nói chung là theo thị trường. Nên là khi mà cập nhật tỷ giá yên thì các bạn có thể sử dụng chiếc smartphone của mình, tìm tra trên Google để biết chính xác cái ngày đó tỷ giá yên Nhật là bao nhiêu. Hy vọng là với cái chia sẻ của mình vừa rồi thì các bạn có thể cập nhật được những cái thông tin về đồng tiền Nhật Bản. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.